Bệnh viện 203. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông năm ngoái. Đêm hôm đó, cậu tôi bị ốm nặng phải nhập viện. Gia đình rất lo lắng và đưa lên bệnh viện Hồ Sen. Nhưng mà họ bảo phải chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên. Và cậu tôi được chuyển lên bệnh viện quân đội 203. Khi được đưa lên và sau khi được khám và xét nghiệm thì các bác sĩ trực ban ở đó kết luận là có thể cậu tôi bị xơ gan và phải nằm viện một thời gian để chữa trị và theo dõi. Cậu tôi được làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng ngay đêm hôm đó. Lúc đó là khoảng 1 giờ 30 sáng nên mọi người chỉ cử lại đó 2 người chăm sóc cậu, còn tất cả về nghỉ ngơi để sáng mai còn thay nhau lên chăm sóc cậu. Sáng hôm sau, mọi người phân công và chia thời gian để chăm sóc cậu. Do nhà tôi không ai muốn trông ở bệnh viện buổi tối, nên tôi phải lãnh trách nhiệm trông cậu từ 22 giờ đến 7 giờ sáng. Cũng vì chả có việc gì làm, nên tôi cũng đồng ý và không có gì phàn nàn về quyết định ấy. Đêm đầu tiên tại bệnh viện, cậu tôi nằm ở tầng 3. Để lên được phòng của cậu thì phải đi qua một dãy hành lang và một cái cầu thang xoắn dài và tối. Trên trần chỉ có vài ba cái bóng đèn nê ông nhỏ và mỗi cái đều cách nhau rất xa. Ánh sáng le lói từ những cái đèn lại càng làm cho khung cảnh của cái bệnh viện thêm phần ớn lạnh. Đi đến cuối hành lang thì có một tấm bạt lớn được căng ra. Sau tấm bạt đó là công trường đang xây dựng một khu nhà mới của bệnh viện. Cũng do lúc tôi đến thay ca cho dì tôi là khoảng 21 giờ 30, vẫn còn rất sớm, bệnh viện còn đông người, nên tôi cũng không có cảm giác gì và đi lại rất bình thường. Mọi chuyện chỉ bắt đầu diễn ra vào khoảng nửa đêm. Lúc này mọi người ngủ hết và chỉ còn một vài người y tá trực đêm thỉnh thoảng đi lại ngoài hành lang. Lúc đó là khoảng 0 giờ 30, cậu tôi thức dậy và kêu đói. Tôi bảo cậu chờ một chút để tôi chạy đi mua đồ ăn. Tôi đứng dậy và loay hoay tìm cái cặp lồng để đi mua đồ ăn thì bỗng thấy có một cái gì lướt rất nhanh qua cửa sổ. Do cửa sổ có một tấm kính mờ nên chỉ nhìn đó là một cái gì đó màu trắng và đi rất nhanh. Lúc đó tôi nghĩ chắc là chị y tá nào đi qua, hay có phòng nào có bệnh nhân bị làm sao nên y tá mới chạy nhanh thế. Tôi lấy cặp lồng và ví tiền rồi mở cửa phòng đi qua và không quên hỏi mấy người nhà của bệnh nhân cùng phòng là có cần gì không thì tôi mua luôn giúp. Nhưng không ai cần mua gì và có vẻ như họ cũng không muốn bước chân ra khỏi cửa phòng vào cái giờ này. Khi đi ra ngoài được một đoạn, tôi định hỏi mấy chị y tá xem căng tin của bệnh viện có còn mở cửa không thì xuống mua cho nhanh, đỡ phải đi đâu xa. Nghĩ là làm, tôi đi đến phòng trực của mấy cô y tá ở giữa dãy hành lang và nhìn vào thì không có ai. Đang nghĩ bụng là quả này đen rồi, lại phải đi ra tận ngoài đường mới mua được đồ ăn rồi. Thì từ đằng xa, tôi thấy thấp thoáng một bóng áo trắng đang đi rất nhanh về phía cái cầu thang xoắn ở cuối hành lang. Tôi chạy theo, định gọi, nhưng chợt nhớ ra là nửa đêm rồi, hét lên bây giờ thì bị chửi chết, nên cố chạy thật nhanh về phía cầu thang. Tôi chạy thật nhanh, nhưng lạ một điều là càng chạy nhanh thì cô y tá ấy càng đi nhanh. Mặc dù tôi có chạy nhanh như thế nào cũng không bắt kịp được cô ta. Tôi bực mình gọi thật lớn: "Chị gì ơi, chị y tá gì đấy ơi, dừng lại cho em hỏi một tí." Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi chạy đến cầu thang và đi xuống thì thấy cô y tá ấy rẽ vào một hành lang rất tối mà tôi chưa vào đó bao giờ. Và hình như cô ta biết tôi đi theo cô ta hay sao ấy, mà còn giơ tay lên vẫy vẫy
ra hiệu cho tôi đi theo. Nhưng tôi thấy chỗ đó tối om om, mà bây giờ cái mình cần là phải đi ra đường mua đồ ăn cho cậu, nên không đi theo cô ta mà chạy thẳng ra cửa và đi mua đồ ăn. Khi về, tôi lại phải đi qua dãy hành lang tối mờ mờ ấy. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong ngực. Không một tiếng côn trùng kêu. Những bóng đèn neon sáng mờ mờ trên trần thì đung đưa theo gió, khiến cho mọi thứ tưởng chừng như đang sống dậy vậy. Đi qua dãy hành lang thì đến cái cầu thang xoắn, và cạnh cái chân cầu thang ấy là cái lối rẽ mà cô y tá vừa rồi rẽ vào. Đi đến gần đó thì tôi chợt nhớ ra cái cô y tá đó. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: người éo gì mà bất lịch sự, làm y tá mà người nhà bệnh nhân gọi cũng éo thèm thưa, đúng là cái loại vô học mà. Đang lẩm bẩm như thế thì cũng đã đến gần cái cầu thang. Bất giác tôi nhìn vào cái đường tối thui ấy. Nhờ có mấy cái bóng đèn chập chờn ấy, tôi thấy người y tá lúc nãy cũng đang đi về phía mình. Tôi thầm nghĩ: éo biết lúc nãy mình nói thế, bà ấy có nghe thấy không? Thôi, té lên đưa đồ ăn cho cậu đã, không cậu đợi lâu rồi. Nghĩ xong, tôi chạy một mạch lên tầng 3 và chạy về phòng của cậu. Chạy ngang qua phòng trực thì thấy đèn sáng và có mấy người y tá đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi thấy có cái gì đó lạ lạ, nhưng không để ý mấy mà chạy luôn về phòng để đưa đồ ăn cho cậu. Cậu tôi ăn xong và lại nằm ngủ. Lúc đó tôi cũng nằm xuống, nhưng không sao ngủ được. Tôi nghĩ chắc tại trong này bí quá nên đi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng. Ra bên ngoài ngồi và nhìn xuống khoảng sân rộng của bệnh viện thì thấy có ai đó đang đi dưới đó. Nhìn kỹ thì ra vẫn là cô y tá đó. Nhưng sao có cái gì đó lạ lạ mà tôi không thể giải thích được đó là cái gì. Trong đầu tôi nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi, rồi lại không để ý nữa. Ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu cái khí lạnh của đêm mùa đông xong, tôi lại nhìn xuống sân và giật mình khi cái bóng dáng cô y tá đó không còn ở đó nữa. Dụi mắt lại một lần và nhìn thật kỹ thì không thấy cô ta ở đó nữa. Cả một khoảng sân rộng thênh thang, không có một chỗ nào để nấp. Cô ta đang đứng giữa sân thì không thể nào có thể biến mất một cách nhanh như thế, chỉ trong vòng vài giây mà không còn thấy cô ta nữa. Lúc này một cảm giác ớn lạnh chạy dọc trong cơ thể của tôi. Không biết do gió đêm đông lạnh hay do cái hiện tượng tôi vừa nhìn thấy làm tôi cảm thấy ớn lạnh như thế nữa. Tôi dùng mình một cái rồi đi vào phòng. Cả phòng đã ngủ hết từ bao giờ, chỉ còn có mỗi mình tôi là còn thức nên cũng buồn. Tôi nằm xuống cái giường gấp được kê ở bên cạnh giường của cậu và nghĩ: thật lạ là cô ta biến đi đâu được nhỉ? Mà có một cái gì đó rất lạ, có một cái gì đó thật khó giải thích. Cô ta có một cái gì đó khác với những người y tá khác. Nghĩ đến đây, tôi vùng dậy và chạy ra phòng trực của mấy người y tá vừa rồi. Thấy tôi chạy đến thì có một cô y tá trẻ đứng dậy hỏi: có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế? Tôi thấy đúng là mình chạy như ma đuổi thật nên trả lời: chắc em bị ma đuổi thật đấy ạ. Em bị con ma khát nó đuổi đấy ạ. Chị cho em xin cốc nước với, phòng em hết nước rồi ạ. Cô y tá nhìn tôi cười rồi lấy cho tôi một ly nước đá. Cũng do không có việc gì làm nên tôi ngồi lại nói chuyện với chị y tá. Hai chị em ngồi buôn với nhau một lúc, trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc giữa hai người y tá, một người ngồi cạnh tôi bây giờ và cái người mà tôi thấy ở hành lang và dưới sân có một cái gì đó rất khác biệt mà tôi không thể giải thích được. Và tôi hỏi chị y tá: chị ơi cho em hỏi,
bệnh viện này có nhiều y tá không ạ? Và đêm thế này thì có nhiều người trực không ạ chị? Chị y tá trả lời: Y tá ở bệnh viện thì đếm làm sao hết được hả em? Có cả y tá thực tập vài tháng rồi lại đi nên khó nắm được hết em ạ. Và ban đêm thế này thì mỗi khoa chỉ có khoảng 3 đến 4 y tá trực cùng với một bác sĩ thôi em ạ. Tôi lại thắc mắc: Thế ở bệnh viện mình thì y tá chỉ có một đồng phục như thế này thôi ạ? Chị y tá nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Sao em lại hỏi thế? Ở bệnh viện nào mà y tá chả mặc áo như thế này hả em? Nhưng bộ chị đang mặc là áo mùa đông, còn có một bộ ngắn tay để mặc vào mùa hè nữa, nhưng nó không khác gì nhau là mấy. Chỉ khác là áo mùa đông nó dài hơn và là áo dài tay thôi. Chị y tá nói đến đây thì tôi đã hiểu ra cái mà tôi thắc mắc là gì rồi. Tôi đứng dậy và bảo em cảm ơn chị nhiều vì đã ngồi nói chuyện với em và giải đáp cho em một vấn đề rất quan trọng. Bây giờ em xin phép chị được về phòng, em mệt và buồn ngủ quá rồi. Chị y tá nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng vẫn mở cửa cho tôi ra về. Khi đi dọc dãy hành lang, vừa đi tôi vừa nghĩ: tại sao bây giờ đang là mùa đông, mình còn phải mặc áo phao? Chị y tá kia thì chơi cả áo len, áo khoác, còn cái thứ mà mình nhìn thấy ở sân lúc nãy, nó lại chỉ mặc có một cái áo cộc tay. Nó không biết rét là gì à? Mà nó là ai? Có phải y tá của bệnh viện này không? Mà nếu không phải y tá thì lấy đâu ra cái áo đó nhỉ? Đang thắc mắc thì tôi chợt nhìn xuống sân bệnh viện. Lúc này tôi thấy cái người mặc áo trắng cộc tay ấy có gì đó lạ lạ. Nó đứng yên một chỗ, không di động, không nhúc nhích. Gió thổi rất to nhưng tóc của nó không hề bay. Tôi cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Trong tiềm thức, nó đang thúc giục tôi là: chạy đi, chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Nhưng vì cái tính tò mò và cũng nghĩ là đờm ở trước gặp ma một lần rồi mà éo chết thì bây giờ có cái éo gì để sợ nữa. Nghĩ đến đấy thôi, tôi quay lại nhìn cái người đó thì không thấy nó đâu nữa. Đang không hiểu nó đi đâu thì chợt tôi quay lại phía cái cầu thang xoắn ở phía bên kia hành lang thì tôi thấy nó ở đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, có một bóng người đang từ từ đi lên. Lúc đó tôi không còn nghĩ được gì ngoài một từ, đó là chạy. Nhưng một lần nữa tính tò mò lại thắng. Tôi đứng lại nhìn chằm chằm về phía cái người đang đi lên ấy. Khi đi lên đến nơi, tôi nhận ra cái áo cộc tay trắng và mái tóc cắt ngang vai đó. Tôi định quay đầu chạy thì đèn hành lang phụt tắt. Nỗi kinh hoàng lên đến tột độ, tôi quay đầu lại chạy như bay. Cũng nhờ ánh trăng sáng nên tôi nhìn thấy được đường và chạy thật nhanh về phía phòng cậu. Chạy được một đoạn thì đèn lại sáng. Tôi quay lại đằng sau thì không thấy ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại đi tiếp thì tôi va phải một cái gì đó lạnh toát làm tôi ngã ra đất. Đang định chửi là đờ mờ, đi đứng kiểu gì đấy, mù à, thì tôi chợt khựng lại, miệng chỉ kịp nói câu đờ mờ, thì tôi cảm thấy cổ họng mình như bị chặn cứng lại khi nhìn thấy trước mặt mình là một đôi chân trần trắng bệch như chân của người chết. Và khi tôi ngước lên thì cái hiện ra trước mắt tôi là một người con gái, một người y tá, da cô ta trắng bệch. Từ cô ta tỏa ra một cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất lạnh. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi định vùng dậy chạy về phòng nhưng không hiểu sao tôi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt cô ta. Tôi hét ầm lên và vùng dậy, gạt phăng cái thứ đứng trước mặt tôi sang một bên và chạy thật nhanh, chạy hết sức bình sinh về phòng
và đóng chặt cửa lại, nhảy lên cái giường gấp và trùm chăn thật chặt. Nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng không sao quên được những gì mình vừa nhìn thấy. Lúc tôi ngẩng mặt lên để nhìn mặt cô ta thì một cảnh tượng thật hãi hùng đập thẳng vào mắt tôi. Một khuôn mặt bị dập nát, với một bên mặt không còn một chút da nào, như bị mài xuống đường, và một con mắt lồi hẳn ra bên ngoài, treo lòng thòng ở hốc mắt. Khuôn mặt dí sát về phía mặt tôi và cười một nụ cười lạnh lẽo mà quái. Sáng hôm sau, tôi nhất quyết đòi đuổi ca, mặc dù mình sẽ phải trông cậu thêm 4 tiếng buổi sáng nữa, nhưng tôi cũng chấp nhận. Và tôi được đổi ca với cậu em họ lớn hơn tôi 2 tuổi. Cả nhà rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi, nhưng cũng không ai nghĩ ngợi gì. Và chuyện kinh hoàng lại diễn ra với em họ tôi vào đêm hôm đó nó trông cậu tại chính cái bệnh viện kinh dị này.